500 ngàn này thì là của mà bác Kim Hoàng anh nhá. Anh Vâng. bảo với bà nhá. Vâng. Còn nếu mà phải tốn là rất buộc à. 3, 4, 5 là 5 tờ 200 nghìn, là 1 triệu anh nhá. Vâng. Đấy, này, tắm ạ. Này lên chiếu không? Yêu. Tùng. Tám. Còn Thì. nếu mà tốn là hạ lúa cho Hạ. Đấy. Cháu được xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa cô bác, hôm nay cháu được lại tiếp tục lên trên nhà của em Khánh cô bác ạ. Ở đây thì có chắc là có rất là nhiều cô bác còn theo dõi sau thì không biết là cái hoàn cảnh của em Khánh ấy cô bác. Và hiện tại thì cháu được biết tên của em thì cháu được hay gọi là tên em là nhiều hơn. Trong khoảng thời gian vừa rồi thì trước lúc mà bố của em ấy vừa mới mất ấy, thì cháu được cũng lên chia sẻ một hai cái thước phim và cũng được các bác gửi quà tới cho hai mẹ con của bé Khánh đấy các bác. Đấy, nhưng mà sau cái Tết Nguyên Đán vừa rồi thì có một chuyện xảy ra phải nói là cực kỳ mà tội cho bé Khánh luôn các bác ạ. Bố thì đã mất rồi, xong mà khi đó là còn duy nhất là một người mẹ. Đấy, nhưng mà cháu được không hiểu tại sao mà lý do nào mà khiến em Dung trở nên đi lấy chồng rất là sớm cô bác ạ. Và Khánh hiện tại mới được có 3 tháng tuổi thôi. Đấy, Dung thì đã đi lấy chồng mới rồi. Đấy, cháu Lực cũng không biết là chồng mới của em Dung ở đâu. Đấy, còn bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi video và cùng cháu Lực đi vào nhà thăm em Khánh cùng với lại gia đình với lại ông bà một chút cô bác nhá. Hiện tại thì theo cháu Lực tìm hiểu ấy thì em Khánh thì ở lại với ông bà, còn bố mẹ, còn mẹ của Dung thì đã đi lấy chồng mới rồi. Và hôm nay cháu Lực lên thì cũng có nhận được thêm một số phần quà gửi tới cho em, để gửi tới cho ông bà để mà mua sứa cho bé Khánh cô bác. Vào nhà của Khánh thì phải là cầm cây theo cô bác ạ. Có hai con chó rất là ghê. Mày không biết thì mày không biết vào thì có gặp Khánh ở nhà không cô bác. Có vẻ như là đi vào thì ngôi nhà bên này thì cũng phải rồi, chỉ có mỗi ngôi nhà bên này thôi. Có khá là nhiều cây đào ở xung quanh đây cô bác. Và nhìn từ phía bên ngoài thì một ngôi nhà mà làm bằng trình tường cũng rất là thô sơ đấy cô bác. Không có cái gì mà gọi là nhìn ở phần phía bên ngoài thì không có cái gì mà gọi là giá trị cả. Chỉ có những cái bộ quần áo thì chắc là bộ quần áo của bà gì đấy treo, và có những bộ quần áo của bé Khánh thôi. Thật tí ơi. Thật tí à? Ồ. Chú dân chưa tập tấm á? Tập tí nè. Tập tí xin nhau rồi. Ồ. Bà thì không biết nói tiếng phổ thông của bác, cho nên là để mà giao tiếp với nhau thì rất là khó. À, lo piền á? Lo piền bà đấy, ổ 5 pê tù ra ở bà nè. Thầm á, bố pê tâm á? Mù xe nhiều lẻ à? Mù xe nhiều á? Tơ vai á? Thế là ông là đi chăn trâu rồi cô bác. Đây còn là đây là bé Khánh rồi cô bác này. Đán răng Khánh mà. Ôi ôi, có vẻ như là mập mạp hơn khá là nhiều rồi cô bác ạ. Hi, 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 đây này, cười cô bác. Hi. Mồm thì có vẻ là hơi bẩn một chút rồi. Chắc là vừa là ăn cái gì đấy. Hi hi. Hi. Sau này lớn lên thì chắc là khi mà bé suy nghĩ thì cũng cũng gọi là rất là buồn đấy cô bác ạ. Khi mà mẹ bỏ đi rất là sớm, còn chưa kịp cai sứa đâu, được có 3 tháng thôi. Bây giờ thì phải đợi là anh ở nhà bên cạnh ra để mà cho anh phiên dịch một chút thì mới giao tiếp được với bà cô bác ạ. Bị dân nữa tầm ăn nó. Bị dân nữa lo. Bảo bà là đi vào trong nhà ngồi chút thì bà cũng không có biết nghe. Chắc là bây giờ. Bà đang bị bay tù cả đắng bà nè. Ông thì đi chăn trâu rồi, cô bác đi từ sáng rồi mà thế. Ông
Bà ra bên kia gọi người con trai của mình về để mà phiên dịch một chút cô bác. Đi ạ. Ở nhà thì chỉ có là ở với bà hay là với ông thôi. Thật tiếc rồi tôi vay rồi má bà nè. Ồ, mà sẽ nhiều tiền tao ra. Ông này bảo đi tận dưới kia để mà chăn trâu rồi. Đang tưới cái gì đây anh? À, tưới cây à? Hay phải đợi anh về để mà anh phiên dịch một chút thì mới giao tiếp được với bà. Anh tưới cây xong vào nhà phiên dịch cho em một chút được không anh? Vâng. Ôi nhưng mà bây giờ trời nắng đi anh cũng tưới cây à? À. Anh phải tưới buổi sáng buổi chiều chứ. Tầm mai ở khách người dân nhá. Ừ. Anh trồng bao nhiêu gốc mận đấy anh? Trồng mấy cây thôi. Mấy cây thôi à? Vâng. Nhưng mà đang nghe anh phải tưới buổi sáng hay buổi chiều thôi. Còn trưa này thì tưới sợ nó chết đấy. Anh hôm nay không đi đâu làm gì à anh? Không ạ. Nắng quá sáng nay thì đi trả củi về không? Sáng nay đi lấy củi à? Vâng. Vừa vào nhà nói chuyện với bà nhưng mà bà tiếng đúng không biết, tiếng phổ thông không biết, thành ra là không nói được. Bác thì bảo đi chăn trâu hả anh? Vâng, đi bố đi chăn trâu rồi. À. Thế là hai vợ chồng anh bây giờ là ngủ ở bên ngoài thôi à? Không, anh ngủ ở trong nhà mà, nhưng mà bố mẹ ngủ ở nhà của anh trai thôi. À, thế anh trai bên kia là đi đâu rồi anh? Nó đi làm rồi. Đi làm à? Vâng. À, thế đi làm là cho trong nhà đúng không? Vâng, mình trong nhà thôi. À, vâng. Trong nhà với trong khoa cả cái con nữa. À, trong cả hai người đúng không? Vâng. Hai người đi. Vâng anh. Vào trong nhà thì thật sự các bác ạ, nhà trình tường ấy thì rất là tối. Không biết là bây giờ ghi hình thì các bác có nhìn thấy không? Thì hôm nay thì em vào thì cũng có gửi thêm một phần quà cho bé Khánh nữa. Xong không biết tự chủ này. Anh nhớ nằm nhé này. Khánh thì bây giờ được sắp được 4 tháng rồi anh nhỉ? Sắp được 4 tháng rồi. Thế là mới... Tuần này được 4 tháng. Hết tuần này được 4 tháng à? Vâng. Ồ, thế là bây giờ là sữa mẹ cũng không có, cho nên là phải hoàn toàn là uống bằng sữa bột này. Sữa này thì anh đi mua à? Vâng. Sự ra thì em cũng không biết là nên mua sữa gì ấy, thì em sẽ gửi tiền cho ông bà để mà ông bà nhờ anh đi mua nhá. Anh hỏi bà buổi đêm Khánh có khóc nhiều không anh? Có, hôm qua đến cả khóc cả máy điên rồi. Khóc cả mấy đêm rồi à? Vâng. Khóc ở đây là chắc là tầm 2 giờ 12 giờ điên đấy, hay là 2 giờ điên đấy, nó cứ khóc đấy. Hay là đêm nay cứ khóc à? Vâng. Đêm nào nó cũng khóc thôi. Thế anh ngồi ra bên này anh, ngồi ra bên này để anh em mình nói chuyện cho nó nhìn thấy một chút hình ảnh này. Đấy. Bây giờ mỗi lần mà cho ăn thì chỉ toàn nhờ bằng sữa ngoài thôi nhỉ anh nhỉ? Toàn sữa nước nghề thôi. Khánh thì phải nói là cực kỳ mà tội luôn cô bác ạ. Nhưng mà cũng còn rất là may là còn có ông với lại bà nữa. Còn có cả thêm bác nữa, chứ không là không biết là xoay sở như thế nào đấy. Nếu mà có ông với bà thì nếu mà anh không ở nhà thì không ai là đi mua sữa được cho Khánh rồi nhỉ? Ừ, đúng rồi, nếu em không ở nhà thì không ai đi mua đâu. Còn là lúc nào hết thì em đi mua thôi. Vâng. Thế mỗi lần mà... Ôi... Mỗi lần mà hết là anh đi xuống tận huyện để mua thôi nhỉ? Vâng. Ê... Ê... Ê...
Quần áo thì hiện tại là còn đủ mặc không anh, bên Khánh nhé? Khánh thì cũng mua đủ rồi, bữa nó mua đủ rồi. À, thế là hiện tại là bây giờ là cũng có gọi là cái, đủ mặc đúng không? Có cái thì bây giờ nó bé rồi, nhưng là không đủ mặc nữa rồi. Vâng. Cái trẻ con thì phải nói là trong cái thời gian đầu này có bác này, tiền sữa này, tiền bỉm mọi cái này, nhưng mà không biết là ông với bà thì làm cách nào để mà có tiền để mua. Thế anh thì cho em hỏi thì là mỗi lần mà hết sữa như này, hết hết sữa lại hết bỉm như này thì ông bà lấy tiền đâu ra để mà đi mua? Thế cũng đi mẹ đi kiếm ở trên rừng về thôi. Kiếm trên rừng à? Ở cái trên rừng về thôi. Thế là trên rừng là hay thường là đi làm công việc gì để mà ra được tiền này? Có lúc nó đi chặt củi đi bán đấy về mua biện cho khách đấy thôi. Thế là có lúc củi đấy lấy đấy thôi. À đi lên lên rừng lấy củi về. Vâng. Lấy rau về để đem chợ bán đúng không? Vâng đúng rồi. Lấy rau trên rừng nó về đi bán xuống chợ đấy thôi. Vâng. À, bây giờ thì tất cả mọi cái gánh nặng thì đều là ông với bà là nhiều nhất. Anh trai thì mặc dù là bác ruột ấy nhưng mà cũng chỉ giúp được một phần nào đấy thôi. Thí dụ như là lo lắng cho tương lai về sau này, dạy bảo cho em Khánh thôi chứ. Nhìn thấy là anh thì cũng gọi là gia đình thì cũng không khá giả gì. Ở trong một cái ngôi nhà thì cũng cực kỳ là nhỏ. Thế mẹ Dung thì anh cho em hỏi từ lúc mà đi thì quay trở lại về thăm lần nào nữa không anh? Đi thăm một lần rồi. Thăm một lần xong bây giờ nó đi làm ở Hà Nội rồi. Thăm một lần đi làm Hà Nội rồi. Vâng. Bây giờ nó hai vợ chồng nó đi làm Hà Nội rồi. Ồ. Thế là đi như này thì có hay gọi điện về không? Có mà nó gọi nhưng mà nó gọi ít thôi. Gọi ít thôi. Vâng. Nó lâu nó mới gọi một lần. Thế ví dụ đi làm như này thì hàng tháng là có gửi tiền về cho bé Khánh chút nào không? Không ạ, chưa gửi không được à? Nào đâu ạ. Chưa gửi được nào. Vâng. Thế là bây giờ là mọi cái sự mà lo mua quần áo này, mua mọi thứ là đều là ông bà hết. Vâng. Ông thì cũng có, anh thì cũng có một đứa rồi. Vâng. Năm nay bao nhiêu tuổi anh? Con phải không? Vâng, con của anh. Được một năm thôi. Được một năm rồi à? Vâng. À thế cũng là lớn hơn Bạch Khánh một chút thôi nhỉ? Vâng. Đấy, có vẻ cười đấy nhỉ? Cười. Thấy nói chuyện thì cũng cười theo cô bác. Ê. À, hình như là đòi bác hay sao ấy nhỉ? Đấy, hôm nay thì em vào ấy thì hôm trước thì cũng có một bác ấy gửi cho em là còn dư là 1 triệu. Nhưng mà đợt mà mẹ Dung ở bên kia ấy thì là em cũng mua cho Dung là 500 ngàn rồi. Thì bây giờ còn 500 ngàn nữa. Và hôm kia thì em nhận được một cái khoản của bán Phạm là 1 triệu nữa cho bé Khánh để mà mua sữa. Thì anh có thể nói với bà giúp em được không? Hôm qua mỗi chiều tôi vừa sửa là tôi hậu là tôi kính. Mọi người phải cười đấy nhỉ. À, 500 ngàn này thì là của mà bác Kim Hoàng anh nhá. Vâng. Anh bảo với bà nhá. Vâng. Còn nếu mà phải tốn rất buộc à. Anh bảo với bà là gửi một lời cảm ơn tới bác Kim Hoàng, nói bằng tiếng địa phương mình cũng được, nói bằng tiếng Mông cũng được anh nhá. Hai lần lúa trò lo con này. Hát chào. Hát. Hát lúa trò gì cả. Ở trò đó cả long xa rồi cả mua cái trà chè của thịt khánh à. Vừa rồi thì bà nói gì đấy, có thể phiên dịch lại được một chút được không? Bà bảo là cảm ơn anh đấy ủng hộ nó ít tiền cho con Khánh. Vâng. Vừa rồi là khoản của bác Kim Hoàng anh nhá. Vâng. Đấy bây giờ là 1 triệu đồng là của bà An Phạm là gửi cho em để mà mua sứa đấy, nhưng mà em cũng không biết là mua sứa gì. Vâng. Thì để nếu mà lần sau mà em biết anh mua sứa gì ấy, thì lại hết thì em có thể là em mua lên. Vâng. Nhá. 1 2 3 4 5 là 5 tờ 200.000 là 1 triệu anh nhá. Vâng. Đấy này thắm ạ. Này lên chiếu không? Đều. Tùng, Tam, thì hạ đấy. Còn là cái khoản này là của bà An Phạm, là bà gửi cho ông với bà để mà mua sứa cũng như là mua quần áo, mua bỉm cho em Khánh nhá. Vâng. Anh bảo bác gửi một lời cảm ơn tới bà An Phạm nhé. Đây thì đây là gọi bằng bà rồi. Vâng. Có thể là bà thì sẽ là bằng chị.
Vừa rồi thì những cái lời mà bà, những cái lời mà bác Cái gửi tới cho thứ nhất là bác Kim Hoàng này, và thứ hai thì có bà An Phạm nữa. Tại bà Chấn Lực cũng xin thay mặt là bé Khánh với lại ông bà nữa gửi một lời cảm ơn tới bác Kim Hoàng, bà An Phạm. Chúc các bác, bà thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Hãy cảm ơn những cái tấm lòng rất là cao cả, giúp đỡ rất là đúng người ông bà nhá. Đấy, còn bé Khánh thì không có mặc quần à anh? Nào, bé nào, đây, cười này. Đây, bé nào, bé nào, cho bé được không? Chơi mặc quần. Ra không mặc quần cũng được mà. Không sao đâu mà. Không sao đâu mà, thấy là rất là đáng yêu quá này. Đấy, đây, bé một chút. Đấy. Ôi ơi ơi. Thế là không có mặc quần à? Lấy cái này quần thôi à? Vâng. Quần nó vẫn đặt nhưng mà nó hơn đáy nhiều quá. À đấy. Mà tại vì nó nắng đúng quá, rồi. Sợi nó... Đúng rồi. Nó như này thì nếu mà mua bỉm thì nó nóng lắm anh ạ. Đúng rồi. Bỉm thì cũng rất là nóng. Bỉm thì chỉ có ban điên cho nó mạt thôi. Đúng rồi. Đây bây giờ thì sau này thì không biết là mẹ có quay trở lại đón không. Nhưng mà thấy mẹ đi như vậy thì cực kỳ là tội luôn cô bác ạ. Mới được có 3 tháng thôi, ít nhất thì cũng phải là đợi cai sứa đã rồi thì đến lúc này đi mới không muộn. Nhưng mà ở đây thì phải nói là cái không phải là cháu Lực nói chung chung gì cả các bác. Có những người thì phải nói là cực kỳ mà như kiểu là không có được đi học với các bác, thành ra là suy nghĩ còn là rất là kém. Ui, khóc rồi à? Bao giờ thì mới lớn thì mới cảm ơn được các ông bà được mua bánh mua kẹo cho nhỉ? Bây giờ thì chưa ăn được bánh kẹo đâu. Chưa ăn được đâu. Bây giờ thì chỉ có là đi mua sứa về thôi cô bác. Mua sứa, mua quần áo, mua bỉm thôi. Hay cười. Sau này mà lớn lớn lên một tí thì nhận chắc là bằng bác rồi nhỉ. Gọi em cũng bằng bác rồi nhỉ. Còn nếu mà lớn thêm một chút biết thì nếu mà bảo là cho làm nhận là bốn nuôi không hỏi. Đây bà. Đấy. Ban ngày thì không khóc mấy đâu chứ anh? Ban ngày thì không khóc mấy đâu, nhưng ban đêm nó hơi khóc thôi. Ban đêm là hơi khóc đúng không? Vâng. Đấy, tám má cố gắng nuôi Khánh hơi tứ lười đi học. Lo lắng hơi chứ nổ tám má nổ. Bà thì không biết nói tiếng thôi. Không biết đâu. Vâng. Thật sự ra không biết thì giao tiếp rất là khó cô bác ạ. Bé Khánh thì có vẻ như là không biết là Cháu Lực đang nói chuyện hay sao cô bác, nhìn rất là cười. Cô bác có thể nhìn vào đây này, rất là đáng yêu cô bác. Ê, không được cho tay vào mồm. Rất là đáng yêu. Mới ngày nào mới lên thôi. Nhìn đợt mà mẹ của bé Khánh là Khánh vừa mới chào đời được tầm 3 ngày hay 4 ngày lại em lên rồi. Đấy, lúc đấy thì Kinh cũng vừa mới mất. Đấy. Còn ở đây thì chắc chắn là có một số bác còn theo dõi sau thì không biết là hoàn cảnh của bé Khánh cô bác, thì cho được xin được tóm tắt lại thêm một chút cô bác nhá. Khánh thì cũng đợt mà mới sinh ra ấy, thì là bố là mất luôn, mất vì căn bệnh gì anh nhỉ đợt đấy? Bệnh ung thư phổi. Đấy là mất vì căn bệnh mà ung thư phổi. Đấy sau được vài tháng thì mẹ cũng đi theo người khác để mà lấy chồng rồi. Chạy theo người khác rồi và bỏ lại bé Khánh để cho ông với bà mà nuôi. Nếu mà ông với bà mà độ tầm 80 tuổi thì phải nói là đến lúc đấy là rất là khó cho ông bà luôn. Đúng rồi. Còn may là bố mẹ chưa già, bố mẹ còn già hơn nữa thì cũng còn khó hơn. Đúng rồi anh. Hai bác mà già hơn nữa thì cực kỳ là khó. Đấy còn anh thì cũng là bác ruột ấy, thì là anh có thể là dạy dỗ và bảo ban cháu thì sau này mà cháu biết nghe anh nhá. Đấy, bây giờ thì mẹ bố thì mất rồi, mẹ thì bỏ đi rồi, thì tất cả là mọi cái thì đều cũng như là ông bà với lại anh thôi. Ê, đấy, chắc là đói uống sữa rồi. Những cái bình sứa như này thì
có muốn một cái hay là bao nhiêu cái anh? Có cần một cái thôi. Có một cái thôi à? Vâng. Nếu mà cần thiết là mua đồ gì ấy thì là anh có thể là bảo bà mua cho bé Khánh. Vâng. Tấm ảnh ở trên này là tấm ảnh của kinh đúng không anh? Vâng, tấm ảnh đấy là của kinh. Thế cho anh xem một tí được không? À, cho em xem một tí được không anh? Vâng, được mà. Có vẻ như là hư của bác này, đây là cái kinh là cũng ra đi cũng độ tuổi thì khá là trẻ rồi cô bác ạ. Đấy, ra đi là cũng không phải là vì cái lý do gì cả. Ra đi thì cũng không phải là về cái vấn đề mà nô đòi hay gì cả, là bị ung thư. Thành ra là không thể có cách nào mà chạy chữa được rồi. Tại vì là ung thư thì đó là một cái căn bệnh mà cực kỳ mà hiểm nghèo luôn. Thế là buổi tối là bà là ngủ sang bên kia à? Vâng. Cả bé Khánh nữa à? Chị Bao Hà đúng không? Ở trong nhà thì có vẻ như là nếu mà để mà dùng bếp củi thì khá là ngột ngạt đấy anh nhỉ, ngôi nhà của anh nhé. Ơi, khóc rồi. Khóc rồi. Có vẻ như là buồn ngủ rồi. Đấy. Đấy, cô bác có thể nhìn xung quanh cái ngôi nhà mà hai bác với lại thêm bé Khánh hiện tại của bác ở trên này thì cháu được nhìn thấy là chắc là dùng cái bếp củi cho nên là khá là bụi bậm cô bác ạ, cho nên là phải dùng cái tấm này che để mà không nó bị bay vào mắt ấy, chứ không là cái này rơi vào mắt thì rất là độc, đó khiến là độc hỏng mắt luôn. Cái tấm ảnh bên kia thì cũng phải anh vâng, là thế hôm nọ là cũng vừa mới làm thôi à? Vâng. Sau này thì khi mà bé Khánh lớn lên ấy chỉ còn được nhìn lại những cái tấm hình, tấm ảnh của người của người bố thôi cô bác ạ, chứ không còn được nhìn thấy bóng. Ôi, ở đây thì em thấy là cũng có khoản ngân hàng ở anh đây ấy. Đây là biên lai tiền điện thôi. Tiền điện thôi à? Vâng. À, thế là nhà mình là không có nợ ngân hàng đâu chứ không? Hai bác là không có nợ đúng không? Có, nợ với còn nợ 20 triệu nữa. 20 triệu à? Đấy, thế thì anh cho em hỏi thì cái khoản ngân hàng thì gia đình hai bác thì có nợ chút nào không anh? Dạ, chỉ nợ đến 20 triệu đấy thôi, nó không có được tí nào luôn rồi. Là nợ 20 triệu á? Vâng. Tiền lãi thì một tháng, trăm rưỡi một tháng. Trăm rưỡi một tháng à? Vâng. Thế thì anh cho em hỏi thì là lý do vì sao thì lại hai bác này nợ ngân hàng anh? Vì nó kinh nó bị thế, nó với nợ về chữa cho kinh thôi. À. Tại vì chữa cho kinh xong nó có đứa không? Mang đi chữa tận Hà Giang về nó không đứa thì Đấy. Thế là bây giờ là hai bác là phải gánh thêm khoản nợ nữa. Vâng. Còn nợ lúc kinh cưới vợ nó vẫn còn nợ đây này. Kinh cưới vợ thì vợ nó là 30 triệu nữa. Toàn là vay cho kinh lấy vợ xong thì xong chưa được một năm thì kinh đã mất rồi. Thế thì cái khoản mà vay ngân hàng 20 triệu đấy là dùng để mà chạy chữa bệnh cho kinh. Rồi, chữa bệnh cho kinh đấy, mua tài đấy. Mua tài là mua quan tài á? Vâng. Là có nghĩa là dùng để mua thêm quan tài nữa. Thế là vay được tầm bao nhiêu lâu rồi anh? Thế thì cái khoản ngân hàng đấy thì là hai bác là đã vay lâu chưa anh? Vay từ lúc mà kinh vừa mới bị bệnh hay là vay trước đấy? Vay từ lúc mới bị bệnh ạ. Vay từ kinh lúc bị bệnh nhá. Vâng. Ồ. Thế là bây giờ là hai bác là còn phải gánh thêm về cái khoản ngân hàng là trước lúc mà kinh đang bệnh ấy, là vay để mà chạy chữa. Thế vay để chạy chữa như này thì trước là gia đình mình có bán thêm con gì để mà gộp vào đấy được không anh? Anh chỉ có bán theo một con trâu thôi. Bán thêm một con trâu nữa? Vâng. Bán thêm một con trâu được 15 triệu nữa. 15 triệu nữa? Vâng. Thế là tổng là chạy chứa ngân hàng cho chạy chứa cái phần về bệnh cho kinh là mất là 35 triệu. Thì cứ đi chứa ở đây, chứa đi chứa bệnh viện sau không đứa thì cứ đi chứa ở mang đi chứa ở mấy thằng biết thốt năng ấy. Chứa nó nhiều lắm thì mất nhiều tiền lắm. Ô rồi. Đấy. Đấy có vẻ như đi là đi nhiều chú lắm với mất nhiều tiền. Có vẻ như là đi vào bệnh viện là không có khỏi rồi cô bác, là bệnh viện trả về rồi. Đấy đến lúc đấy là chưa có mất, thành ra là
gia đình là không có biết cách nào nữa. Bây giờ thì người thì đã nằm ở đấy rồi thì vẫn phải tìm cách để mà đi chạy chữa, biết chỗ nào mà có những cái bài thuốc gì thì vẫn phải đi mua về. Đấy, nhưng mà cũng không có may là kinh cũng không có co khỏi, tại vì là ung thư là giai đoạn cuối rồi, cho nên là không có cách nào để mà chạy chữa được nó cô bác ạ. Nhưng mà chạy chữa thì mất rất là nhiều tiền, nhưng mà để mà theo như cháu Lực biết được rằng về cái căn bệnh ung thư đấy, nó chỉ kéo dài thời gian thôi chứ nó không có thể mà khỏi được nữa. Thế là bây giờ là ông với bà là bán cả cháu đi để mà chạy chữa cho kinh. Vâng. Thế là bây giờ ông với bà còn con cháu nào nữa không anh? Còn một con thôi ạ. Còn một con cháu thôi. Vâng. Với còn hai con nhưng mà bán thêm một con rồi thì còn một con thôi. Thế là bây giờ là còn một con cháu đúng không? Vâng. Bán đi một con cháu với là nợ lại thêm ngân hàng nữa, rất là tội cô bác. Bây giờ thì theo như anh chia sẻ với cháu Lực rằng là những lúc mà không còn tiền để mà mua bỉm này, sứa này cho bé Khánh ấy, thì đi lên rừng để mà lấy củi này, đi lấy dâu về để đem đi bán để ra được tiền rồi đi mua. Đấy, còn về cái khoản ngân hàng đấy thì là một tháng là còn phải đóng thêm hơn 100.000 à anh? Vâng, trang dưới. Hơn 100 dưới nữa. Vâng. Thế là ông với bà thì phải không phải nói là gánh cũng còng lưng luôn rồi cô bác ạ. Vừa gánh cháu này, xong lại vừa gánh ngân hàng nữa. Ôi, có vẻ như là khá là buồn ngủ rồi. Đấy, thì bà cho nó đi ngủ đi. Bà cống cống, có bà ở đúng không ạ? Tấm ạ? Đấy, có bà hay có bà ở chứ ạ? Đấy, có vẻ như là buồn ngủ quá rồi. Đấy, nhưng mà vẫn nhìn thấy cháu Lực nói chuyện là vẫn còn cười cô bác nhá. Cháu Lực cũng rất là mong khi mà cháu Lực đăng tải cái thước phim này lên thì cũng sẽ được sự đón nhận của các bác, sự yêu thương của các bác, giúp đỡ cho bé Khánh một chút gì đấy. Như cái lọ sứa này thì nếu mà để pha thì anh hỏi bà xem là uống được tầm bao lâu anh? Pha thì chỉ có pha một lần, uống một lần thôi. Uống một lần là nhưng mà độ tầm được mấy tháng? Cái đấy đủ một tuần thôi. Một tuần thôi à? Vâng. Thế là một lọ sứa đây là một tuần. Vâng. Là một lọ này là bao tiền anh? Một lọ 200 dưới ạ. Một lọ 200 dưới? Vâng. Một lọ 200 dưới là được một tuần. Vâng. Không biết là liệu trong một tuần đó thì ông bà không biết là kiếm được ra 200 dưới không? Đấy, theo như nếu mà cháu Lực nghĩ được rằng là ông bà đi bán như này thì một bó củi thì nó cũng rơi vào tầm độ tầm 30.000 thôi. Vâng. Đấy, 30.000 còn là phải bó củi đẹp đấy. Thì nếu mà so với 250 thì là 30.000 thì còn phải bán là gần mười mấy bó củi thì mới được một lọ sứa như này đấy cô bác. Thế là bà là bây giờ chuẩn bị đi đâu không anh? Bà chắc không đi đâu, bây giờ nhà thôi. Bây giờ nhà. Vâng. Thế rồi vừa bà vừa nói tiếng mong ấy thì là không biết là bà có mong muốn gì không anh vừa rồi ấy? Không, mẹ bảo là Khánh đang bị uốn hơn nóng người ấy. Là bị sốt đúng không? Nó bị sốt thế. Thế bây giờ trẻ con bị sốt thì trời nắng như này thì không thể tránh khỏi được. Thì anh bảo với bà là có thể là anh đi xuống trạm xá mua cái Aikido ấy về dán cho. Đấy, anh cứ đi xuống ở dưới đây có một hiệu thuốc ấy. Thế vừa rồi thì em không biết, nếu mà em biết thì em ra hiệu thuốc là mua cho Khánh cái Aikido để mà dán thôi. Có vẻ như là cũng ấm ấm thôi anh ạ. Đấy, ấm ấm thôi nhưng mà cũng mát mát thôi anh ạ, chứ không phải là ấm ấy. Đây, vừa đặt lên cái là ngủ rồi. Bây giờ thì chỉ phải nói là lớn lên ở cái đôi đôi lưng, ở cái lưng của bà thôi. Đấy, còn là ông nữa, thỉnh thoảng thì cháu Lực cũng bắt gặp ông là cống bé Khánh đi xuống chợ để mà mua đồ, mua đạc cũng như là mua bỉm cho bé Khánh như sao đấy cô bác. Hôm nay thì em cảm ơn anh nhá. Rất là may là còn có anh để mà phiên dịch nữa. Đấy, bây giờ thì chắc là em cũng xin phép là em đi về đây anh ạ. Đấy, ngắm nhìn bé Khánh một chút rất là đáng yêu cô bác, rất là tội. Sau này lớn lên thì phải nói là
là bé cũng cực kỳ mà rơi vào số phận mà cực kỳ mà buồn luôn, cực kỳ mà éo le luôn. Thế thì em cảm ơn anh nhá. Vâng. Làm video tầm á. Ừ. Ở trong một cái ngôi nhà phần trình tường đó các bác, hầu như là đi vào trong nhà thì cũng không nhìn thấy là ông với bà là có thêm là món vật dụng gì đáng giá cả. Đấy, ở bên này thì là cái nhà bên này thì là được nhà cũng là nhà con trai của ông bà ấy, nhưng mà không đi làm xa, đi làm mất rồi. Cháu Lực nhìn thấy là vẫn còn chưa được có hoàn thiện mọi cái đâu, vẫn còn làm gọi là dang dở thôi các bác. Hay còn hôm nay thì cháu Lực đi vào nhà của em Khánh, thứ nhất là thăm em Khánh một chút, và thứ hai thì cũng có gửi cái phần quà của bác Kim Hoàng và bà An Phạm cho em Khánh để mà đưa cho ông bà đi ra ngoài mua những cái lọ sữa hay là mua bỉm, mua tá, mua quần áo cho em Khánh của bác. Và một lần nữa thì xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Cháu Lực cũng rất là mong trong thời gian tới thì sẽ được sự đón nhận yêu quý của các bác dành tới cho em Khánh. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Còn thước phim này cũng khá là dài rồi, chắc là cháu Lực cũng xin được dừng lại ở đây thôi cô bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở thứ 6 tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem Bản Em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh Bản Em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.